Và kính thưa quý vị thính giả, bây giờ Hà Vân kính mời quý vị cùng theo dõi phần hội thoại của chương trình live show thoatnợ.com với Hà Vân và Thomas Trúc Nguyễn trên làn sóng AM 1500 cũng như trên hệ thống internet toàn cầu vnamradio.net cũng như trên Facebook. Chào Thomas. Cảm ơn chị Hà Vân, và một lần nữa Thomas Trúc cùng với chị Hà Vân tiếp tục với quý vị qua cái chương trình live show thoatnợ.com. Như quý vị đang trên xe hay là đang ở nhà nghe radio, nếu quý vị nào không có thời gian ngay trong lúc này thì quý vị có thể nghe coi lại trên những cái hệ thống internet toàn cầu của báo vnmedia2020.com, quý vị cũng có thể nghe lại cái chương trình này. Nếu quý vị một lần nào đó ghé vô vnmedia2020.com thì quý vị thấy cái website này rất là đẹp thưa quý vị, và có nhiều cái chương trình cũng rất là hấp dẫn, rất là vui. Và đặc biệt là quý vị nào muốn nhìn thấy mặt chị Hà Vân, thôi đi quý vị, sợ lắm rồi, Hà Vân còn sợ nữa không chị quý vị. Vâng, thưa quý vị, thì chúng ta đang theo dõi chương trình live show thoatnợ.com, và số điện thoại của live show thoatnợ.com, số điện thoại là 408-300-9855. Quý vị theo dõi chương trình hội thoại này của chúng ta cũng là hơn một năm rồi ha, Thomas. Hơn chị, hơn. Hà Vân biết là những quý vị đã dùng chương trình này là đã có những cái kết quả rất là tốt rồi, Thomas. Chắc chắn là như vậy rồi, tại vì rất là nhiều khán giả của đài cũng có gọi lại cho chị Hà Vân, cũng như Thomas rất là cảm ơn công ty đã làm cho quý vị rất là hài lòng, và đặc biệt một điều là quý vị được ngủ ngon, được ăn ngon, có nghĩa là không có còn stress nhiều nữa. Đó là một trong những điều mà Thomas Trúc với chị Hà Vân rất là vui, vì với cái chương trình live show thoatnợ.com này đã đem đến cho quý vị những cái phương án, những cái hướng giải quyết về tài chính. Đó cũng là một trong những cái điều mà khổ nhất trong đời người, không phải là khổ nhất nữa, năm thứ ba thiếu nợ đó quý vị. Cái gì khổ nhất à? Cái này là ngoài chương trình, nhưng mình để chị hỏi thì Thomas cũng nói luôn, ông bà mình có ba cái khổ nhất. Thứ nhất là vợ dại, thứ nhì là nhà dột, thứ ba là nợ đòi. Cho nên đây là một ba cái khó nhất. Thì thật ra nợ nó nằm cái thứ ba thôi, cho nên đối với nó cũng không phải là cái khó nhất, cho nên công ty thoatnợ.com sẽ giải quyết ngay cho quý vị liền à. Thomas ở bên đây có bao giờ mà thấy ai bị nhà dột chưa? Có lẽ là cái câu này là xưa, là từ ở Việt Nam không? Không, ở Mỹ vẫn có đó chị. Có rồi. Dạ, tới một lúc nào đó cái máy của mình nó cũng hết hạn rồi, nó tới cái đoạn mà mình chưa kịp thay nó cũng phải nó dột xuống. Đúng rồi, nếu mà cái mái nhà của mình bị bất cứ điều gì thì Hà Vân xin lỗi quý vị, thì quý vị cũng như là mình mướn những người mà họ làm về cái dịch vụ này đó, thưa quý vị, để mà họ leo lên cái mái nhà, chứ mình đừng có leo lên, rất là khó khăn và rất là sợ đó thưa quý vị. Chính những người làm đó mà nhiều khi họ leo lên họ còn có bị cái này kia nữa, thành ra nhiều khi đó mình rất là nên thận trọng. Nếu mà trường hợp như Hạ Vân, mà Hạ Vân phải mướn người nào tới để mà lên cái nóc nhà, là Hạ Vân cũng đứng ở dưới để mà viện dụng cái thầu thang cho họ đó thưa quý vị. Nhưng mà như vậy chúng ta ở Mỹ có cái điểm hạnh phúc hơn, có nghĩa là cái nhà mà dột có ít nhất phải trên 20 năm. Đúng rồi. Tại vì những cái mái nhà thường thường họ guarantee tới 20 năm rồi. Cho nên thật sự chúng ta ở Mỹ là quá hạnh phúc, chỉ có cái nợ thôi mà nó mới có hàng thứ ba cũng không sao. Đúng rồi thưa quý vị, nhưng mà vẫn có cách giải quyết như thường, tại người ta thường nói man made man can change thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị thiếu nợ những cái credit card của quý vị đó, thì quý vị cũng có thể có cái gọi là ánh sáng cuối đường hầm, có cái niềm hy vọng thưa quý vị, là cái sự thật luôn chứ không phải chỉ hy vọng mà thôi. Thì Life Solution đã có thể giúp cho quý vị để mà giảm cái nợ credit card này từ 65% cho đến 90% thưa quý vị. Những cái nợ như là Bank of America, như là Wells Fargo Bank, Discover, quý vị biết có những cái nợ quý vị chỉ cần trả có 18% mà thôi. Thí dụ như quý vị nợ 15.000 chẳng hạn, mà quý vị chỉ cần trả có 18% mà thôi, tức là khoảng 2.738 đồng, khoảng đó đó thưa quý vị. Rất là kim nhường. Nhưng mà tại sao người ta làm được những điều đó thưa quý vị, thì
Vì vậy nên chúng ta mới có cái chương trình live show thoát nợ .com để cho Life Solution giải quyết cái tình trạng này cho chúng ta. Số điện thoại là 408-300-9855, 408-300-9855. Thomas có thể cho biết là họ sẽ làm như thế nào, Thomas? À, rất cảm ơn chị. À, vâng, đây cũng là một trong những vấn đề mà bà con đồng hương của chúng ta rất là lo lắng, không hiểu là làm thế nào. Đúng vậy đó quý vị. Nếu như quý vị nó có rất là nhiều cái trường hợp mà quý vị đang có, thì trường hợp ưu tiên nhất đó là quý vị đã có nợ nhiều nhiều cái thẻ tín dụng nhưng mà quý vị vẫn còn trả cái interest only, thì cái đó là cái ưu tiên hàng đầu. Chứ đừng có để nó, mình không còn khả năng, thì cái đó nó cũng sẽ làm cho công ty thoát nợ.com họ cũng khó giải quyết cho quý vị hơn. Bởi vì sao? Muốn mượn một cái nợ mới, có nghĩa là quý vị đang nợ tổng cộng ví dụ như là 50.000 đi, thì bên công ty họ sẽ làm cho quý vị một cái nợ mới. Nhưng mà nếu mà cái điểm, cái credit point của quý vị nó tệ quá thì cái nợ mới nó không có approval thì quý vị cũng không thể nào làm được. Cho nên cái ưu tiên đầu tiên đó là khi chúng ta cảm thấy rằng cái tài chính nó đã có vấn đề mà mình vẫn còn đang trả được cái interest only đó, thì nên duy trì trả cái interest only và mình đến ngay với Life Solution để họ giải quyết cho mình, mượn một cái cục nợ lớn, trả hết tất cả những cái nợ nhỏ. Bởi như vậy đó, thứ nhất á, là cái interest nó sẽ thấp xuống. Cái thứ nhì á, cái minimum payment của quý vị nó sẽ thấp xuống. Bởi vì sao? Tại vì quý vị chỉ còn có một cái nợ lớn mà thôi. Còn những cái minimum của từng cái, 10 cái nó cộng lại nó rất là nhiều, đôi lúc cũng trở ngại cho chúng ta. Đó là cái cách thứ nhất. Nghe nói nợ thì mình cũng ngán quá phải không thưa quý vị, nhưng mà cái cách giải quyết tính toán như thế này đó thì chúng ta một ngày nào đó sẽ thoát ra khỏi cái nợ đó. Bởi vậy mới có cái live show thoát nợ.com này để chúng ta có một lối thoát thưa quý vị. Quý vị tưởng tượng coi, nếu mà chúng ta không có một lối thoát đó thì một cái số tiền chỉ cần là 2.500 tới 3.000, mình có thể mình phải trả mấy chục năm nữa thưa quý vị, là tại vì cái tiền lời nó tăng lên quá nhiều đi. Thành ra hiểu được điều đó nên Life Show Thoát Nợ.com đến với quý vị. Life Solution sẽ thực hiện điều này cho quý vị. Họ sẽ điều đình như thế nào đó để mà giảm cái số nợ sau đó. Họ sẽ thu xếp như thế nào đó để quý vị mượn một cái nợ, quý vị trả có một mối mà thôi, và tiền lời thấp nữa để mình có cái đường mình thoát ra phải không thưa quý vị. Số điện thoại của Life Solution là 408-300-9855, 408-300-9855. Những loại nợ có thể, có những loại nợ có thể xóa hết hoàn toàn 100% thưa quý vị. Những loại nợ như là HELOC nè, second loan, third loan nè, collection nè, repossession, foreclosure, late payment, student loan thưa quý vị đều giải quyết được hết. Số điện thoại của Life Solutions là 408-300-9855, 408-300-9855. Quý vị đang nghe chương trình live show thoát nợ.com đến với quý vị. Thomas có thể cho biết là họ có giúp cho mình bằng cách để mà in cái credit report ra free không Thomas? Yeah, cái này thì chắc chắn rồi, tại vì khi quý vị vừa đến làm việc thì họ phải full out cái credit report của quý vị. Bởi vì sao? Những cái điều quý vị nói nó chưa chắc nó chính xác. Khi mà print out đó ra thì tất cả những information về nợ nần của quý vị nó ghi hết trong đó. Đó là cái cách chính xác và đầu tiên công ty họ làm. Và họ căn cứ trên đó bắt đầu họ mới tìm cho quý vị một cái phương án nào tốt nhất. Và để tiếp tục cái câu hỏi của chị Hạ Vân hồi nãy, thì nó cái tình trạng thứ hai đó, những cái trường hợp mà quý vị đã bị không còn khả năng trả kể cả interest, có nghĩa là quý vị bỏ luôn đó, thì quý vị sẽ bị những cái tiền late fee nè, rồi nó sẽ cộng hoài, nó tăng lên, rồi đến một khi nào đó nó gửi cho quý vị lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cái đến cái final note mà quý vị không chịu nữa đó, thì nó sẽ đưa quý vị ra collection. Ra collection là chắc chắn 100% là ra hết. Bởi vì sao? Tất cả những cái công ty tài chánh của Mỹ này nó đều có cái connect đó hết. Cho nên quý vị mà khi bị đưa ra collection rồi đó thì cái điểm của quý vị nó càng tụt xuống nữa. Và còn một điều nữa, khi đến đó là quý vị nên tìm liền cái công ty thoát nợ.com để làm. Đừng có bao giờ quý vị thả trôi cũng được. Thật ra ở Mỹ thì họ không có làm gì quý vị, nhưng có một số lâu lâu những cái công ty lớn hay là những cái nhà bank họ đưa quý vị ra tòa luôn đấy. Đến khi ra tòa là chắc chắn quý vị phải trả ra nha. Không bao giờ thoát đi đâu được hết. Bởi vì lệnh của tòa ở Mỹ đâu quý vị biết rồi, hết sức là gọi là phải tuân thủ. Cho nên thỉnh thoảng
họ vẫn làm. Đó là cái điều chắc chắn đó quý vị. À, vâng thưa quý vị, à, quý vị cũng biết là đây cái chương trình họ có tham khảo cho quý vị có thể tham khảo với họ miễn phí quý vị nha. Free credit report nè, tham khảo miễn phí. Quý vị biết là cái credit report đó kinh khủng lắm. Mình tự mình order cũng được thưa quý vị, mình nhìn không có đó là mình chóng mặt lắm. Thì bởi vậy hiểu được điều đó nên Life Solutions đó sẽ in cái credit report của quý vị ra rồi sẽ đi từng cái account một để coi có cái nào còn là của quý vị hoặc là cái nào không còn là của quý vị nữa, hoặc là từ bao nhiêu lâu nay nó nằm ở trong đó cho thời gian rất là lâu. Thì khi mà mình cái credit report của mình mà nó chằng chịt vô trong đó, sau này mình muốn mượn tiền, muốn cái gì trả góp nó cũng rất là khó thưa quý vị, tại vì nó chằng chịt trong đó. Người ta nhìn người ta cũng không biết cái account nào của mình có còn hay không, rồi nó để những cái chữ delinquent, nó để này kia rất là mệt mỏi. Vì vậy nên Life Solutions có thể clean up cái credit report của quý vị để mà cho gọn gàng một chút xíu, tham khảo miễn phí quý vị nha. Số điện thoại của Life Solutions là 408-300-9855, 408-300-9855. À, ngoài những cái chương trình mà xóa nợ, giảm nợ thì hiện tại công ty đang có những cái chương trình personal loan và business small business loan đó quý vị. À, quý vị nào đang cần những cái khoản tiền thì quý vị có thể liên lạc với công ty thoát nợ.com để quý vị làm những cái loan. Thì cái điều này đó quý vị cũng hiểu là một điều đó. Cái personal loan là một trong những cái khó nhất trong các cái loan cũng như những cái thẻ apply, những cái thẻ credit. Bởi vì cái personal loan á, họ không có thể nào cái cơ hội họ lấy lại đó nó khó lắm, cho nên thật sự cái đó rất là khó. Như quý vị Thomas đã từng làm và từng hiểu thì tốt nhất là quý vị cũng có thể tự làm được, nhưng mà chắc chắn rằng là cái phần trăm mà bị reject á, nó cao lắm, 7-80%. Cho nên quý vị muốn làm những cái loan đó nên liên lạc với những cái văn phòng chuyên nghiệp chẳng hạn như Life Solution, họ sẽ giúp cho quý vị để được approval hơn. Bởi vì sao? Cái cơ hội lần đầu tiên quý vị nộp vô đó, apply vô đó hết sức là quan trọng. Nếu mà mình bị từ chối một cái rồi thì tất cả những cái nhà băng khác, những cái lender khác nó cũng từ chối hết rồi. Tại vì đó là system, hệ thống. Quý vị nhớ ở Mỹ là tất cả đều là một cái hệ thống, cho nên rất là quan trọng. Về vấn đề lệ phí thì quý vị yên tâm một điều á, chắc chắn rằng là rất là hợp lý. Bởi vì sao? Ví dụ như quý vị được giảm tới 60% mà quý vị trả có 10 đến 15 hay 20% vẫn fair phải không quý vị? Bởi sao mình trả có 20 mà xóa được tới 60 đến 70%? Điều đó hết sức là rất, và chắc chắn một điều rằng rất là nhiều khách hàng nghe từ cái chương trình này đã đến và đã hồi âm cho Thomas biết rằng là cái lệ phí rất là thương lượng nhưng mà rất là hợp lý. Số điện thoại của Life Solutions là 408-300-9855, 408-300-9855. Văn phòng tọa lạc tại San Jose, địa chỉ là 621 Tully Road, Suite 212 San Jose, trong khu Hồng Minh Travel quý vị. Khi quý vị gọi cho Life Solutions, quý vị nhớ nói quý vị nghe được từ Đài Việt Nam Bắc Cali, 408-300-9855. Cảm ơn chị Hà Vân, thời gian chắc hết rồi phải không chị? Và trước khi kết thúc chương trình thì Thomas cũng xin nhắc với quý vị đó, những cái credit report của quý vị đó, nhất là quý vị nào đã quá lâu chưa bao giờ kiểm tra lại đó thì hãy nên kiểm tra nha quý vị. Như cái chương trình lần trước chúng tôi nhắc đến quý vị đó, ethics chúng ta phải kiểm tra hàng năm. Bởi vì dù rằng là quý vị không có một cái sự chuẩn bị nào để mượn tiền hay mua nhà, mua xe gì, nhưng mà quý vị cũng nên kiểm tra. Bởi vì sao mình kiểm tra hàng năm như vậy đó, lỡ có cái gì đó mình điều chỉnh liền, mình sửa liền, và nó ngắn gọn và nó không có phức tạp. Bởi vì thật sự thì không phải là cái system nào của Mỹ nó cũng chính xác 100% đâu quý vị. Và chưa nói đó, rất là nhiều người hiểu biết được những cái system như vậy đó, họ có thể là làm những cái chuyện sai trái, nó sẽ ảnh hưởng đến cái credit của quý vị. Cho nên trong cái chương trình này chúng tôi cũng muốn nhắc đến quý vị là nên check cái credit report hàng năm. Đó là một trong những cách thức hết sức là protect quý vị, cũng như cho quý vị biết được để mình có một cái dự tính gì trong tương lai ngắn, mình sẽ đủ thời gian để mà giải quyết. Và quý vị nhớ là công ty cũng có hợp đồng để bảo đảm nợ của quý vị sẽ không bao giờ quay trở lại quý vị nhé. Tất cả chúng ta trong cuộc sống đều có cái điều mà chúng ta
tất cả mọi người đều có cái second chance thưa quý vị, thành ra quý vị đừng tuyệt vọng quý vị nha, nhiều khi mình có cái third chance nữa, và ông thưa quý vị, Life Solution hiểu điều đó nên chúng ta mới có cái show live show thoát nợ.com này để quý vị có thể tìm hiểu thêm về về Life Solutions. Thưa quý vị có thể vào website thoatnợ.com để tìm hiểu thêm và biết những cái kết quả hoặc là có những cái câu hỏi như thế nào đó. Thưa quý vị, Life Solutions tọa lạc tại 621 Tully Road, Suite 212 San Jose, trong khu Hồng Minh Travel. Số điện thoại là 408-300-9855, 408-300-9855. Hà Vân tin là có một số quý vị dùng cái chương trình này, dùng cái service này, và phải nói là bây giờ là rất là happy, rất là vui vì quý vị đã có cơ hội để mà mình trải qua cũng như là mình giảm được tất cả những cái tiền nợ nần này để mình có một cái cuộc sống start fresh thưa quý vị. Rất tiếc là đến gần hết giờ thì chị Hạ Vân mới nhắc là cái nợ này guarantee là xóa suốt đời. Thì chương trình này, cái chủ đề này chúng tôi sẽ nói vào lần tới nha quý vị, bởi vì thời gian cũng không còn nữa. Và một lần nữa Thomas Chúc cùng với chị Hà Vân rất cảm ơn quý khán giả của đài Việt Nam Berkeley trên cái channel AM 1500, cũng như trên hệ thống Internet toàn cầu VN Media 2020. Quý vị nào muốn nghe lại chương trình này hoặc là nhìn mặt Thomas với chị Hà Vân thì vào cái website VN Media 2020 để nghe lại, cũng như trên đó cũng còn nhiều cái video trước cũng như nhiều cái chương trình sẽ giúp cho quý vị hơn. Và một lần nữa Thomas Chúc cùng với chị Hà Vân rất cảm ơn quý khán giả luôn chào đón và lắng nghe chương trình liveshowthoatnợ.com. Hà Vân nói nhỏ với quý vị này nha, nãy trước khi vào chương trình đó, Thomas có nói về cái chương trình làm nước mắm ở Việt Nam á, rất là vui, nghe nói rất là thích, nghe xong hết dám ăn nước mắm luôn. Thôi chị. Được, chúc quý vị một ngày thật vui. Dạ, cảm ơn quý vị.